cảm phẩm không lấy được ăn. Tưởng vừng đi hả? Ôi con nào? Giờ này 60. Tuy đô thị, tuy vùng khu dân cư như đường nhưng đường đôi mà làm cách này mình đó. À, xin chào Hiền An. Chúc Hiền An sẽ chạy trốn được anh cô Lola nhá. Chị Hiền An đi ăn cơm chưa? Nguyệt đi Hà Nội chơi không? Ok, xin chào anh em. Xin toàn chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chúng tôi đang đi một chuyến hành trình đi bắt con virus corona về để phân tích, để đâu để nướng chơi, để nhắm rượu. Anh em tôi đang trên một chuyến xe đang sang Vũ Hán. Quý anh chị bạn hãy like, subscribe, chia sẻ video này để mọi người sẽ biết được hành trình của chúng tôi, những chuyên gia hàng đầu trong dịch phòng chống dịch corona. Để giới thiệu chương trình thì tôi sẽ giới thiệu với thành viên trong đoàn. Đây mọi người, đây là anh không sợ rượu. Không sợ. À, không sợ corona. Còn đây là một chị có tên là rất thích vệ sinh, chị rất là xinh, chị có một cặp cặp kính rất là hàng hiệu, rất chất. Xin chào anh Trọng Hướng, xin chào quý vị và hàng triệu anh em, những người không sợ corona trên toàn thế giới. Xin chúc toàn thể quý anh chị các bạn có một sức khỏe dồi dào, một sức đề kháng tuyệt vời để không bị cua ra sức hẳn. Vâng, xin chào mọi người, gặp lại ở các video sau để chúng tôi sẽ cập nhật hành trình đi bắt cua ra. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.